Cả thế giới chấn động khi phanh phui vụ hối lộ ở World Cup nữ 2023, trọng tài trận nữ Việt Nam và nữ Mỹ bị bắt giữ. Chấn động với thông tin từ giới bóng đá thế giới, trọng tài Butra Kabobi, người từng điều khiển trận đấu giữa nữ Việt Nam và nữ Mỹ tại World Cup 2023 đã bị bắt giữ để điều tra về nghi án hối lộ. Trận đấu diễn ra vào ngày 22 tháng 7 đã để lại nhiều tranh cãi khi Botra Kabobi quyết định cho Mỹ hưởng quả phạt đền sau pha va chạm với Hoàng Thị Loan và Trinity Romas trong vòng cấm của đội tuyển nữ Việt Nam. Mặc dù ban đầu bà từ chối cho Mỹ hưởng quả phạt 11 mét, sau 2 phút tham khảo các trợ lý và bộ đàm, quyết định đã được thay đổi. Đội nữ Mỹ đã được hưởng phạt đền, một quyết định mà nhiều người cho là không công bằng với đội nữ Việt Nam. Tiếp theo đó là ở cuối hiệp 1, Sophia Smith ghi bàn giúp đội Mỹ dẫn trước 2-0. Đây tiếp tục là bàn thắng gây rất nhiều tranh cãi. Thời điểm đội Mỹ thể hiện quả đá phạt, Julie Bet rõ ràng rơi vào thế việt vị, nhưng trọng tài Butra Kabobi cho rằng không việt vị. Nói thẳng ra trọng tài Butra Kabobi đổi trắng thay đen trắng trợn trong trận này. Ngay cả bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển Mỹ cũng phải được công nghệ va kiểm tra lại nhiều lần trước khi quyết định không có lỗi việt vị của nhà đương kim vô địch World Cup. Quyết định này đã nhận phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như giới chuyên môn và cổ động viên châu Âu. Đa số đều cho rằng đây là một quyết định có phần mờ ám. Gần đây tờ báo Stock của New Zealand đã tiết lộ thông tin gây chấn động rằng Butra Kabobi, một trọng tài của FIFA do Liên đoàn bóng đá châu Phi CAF quản lý, đã nhận món quà trị giá lên đến 200.000 đô la Mỹ từ một quan chức cấp cao của đội tuyển nữ Mỹ. Người này được cho là đã thúc đẩy quyết định thiên vị của bà trong trận đấu với Việt Nam. Một đoạn clip được tung ra vào tối qua ngày 24 tháng 7 ghi lại hình ảnh Kabobi nhận quà trước sự chứng kiến của hàng chục trọng tài và nhiều quan chức bóng đá cấp cao châu Phi. Việc này vi phạm quy định của FIFA về việc nghiêm cấm mọi trọng tài nhận quà bằng tiền mặt. Không chỉ vậy, cả tổ trọng tài va của trận đấu cũng bị liên lụy. Họ được cho là đã nhận tiền và hàng loạt hiện vật giá trị từ quan chức cấp cao của đội tuyển nữ Mỹ. Theo các nguồn tin từ New Zealand, trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Mỹ và nữ Việt Nam tại World Cup 2023, Butra Kabobi đã có cuộc gặp mặt với một quan chức Mỹ để ăn sáng tại một khách sạn tại New Zealand. Họ được cáo buộc gặp nhau từ 30 đến 50 lần trong một khoảng thời gian dài trước đó. Thông tin này chắc chắn đã gây ra một cú sốc lớn không chỉ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà còn với toàn bộ cộng đồng bóng đá thế giới. Có lẽ không gì đau lòng và phẫn nộ hơn khi chiến thắng bị cướp đi không bởi đối thủ trên sân cỏ mà bởi những sai lầm và thiên vị của trọng tài. Trong quá khứ, đội tuyển bóng đá Việt Nam, những chiến binh mặc áo đỏ, đã nhiều lần phải chịu cảnh xử ép trắng trợn từ những người điều khiển trận đấu. Đi sâu vào quá khứ, ta có thể thấy rõ những vụ việc khiến người hâm mộ Việt Nam phải nước mắt ngược dòng. Một ví dụ điển hình là trận đấu giữa Việt Nam và UAE tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2019. Trọng tài Muhammad Taki từ chối công nhận bàn thắng hợp lệ của Quế Ngọc Hải, từ đó ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc. Trong trận đấu với Jordan tại Asian Cup 2019, trọng tài Ahmed Ankhab lại có quyết định khó hiểu khi từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền trong tình huống Nguyễn Trọng Hoàng bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và ai có thể quên được hình ảnh của huấn luyện viên Park Hang-seo bức xúc với trọng tài tại SEA Games 30 khi liên tiếp có những quyết định gây tranh cãi, đặc biệt là việc không công nhận bàn thắng của Trần Đình Trọng. Những sự việc này một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về chất lượng và công tâm của trọng tài tại các giải đấu. Có lẽ ngoài việc rèn kỹ năng và tinh thần thi đấu, đội tuyển Việt Nam cần một chút may mắn để tránh xa khỏi những mánh khóe từ những người điều khiển trận đấu. Trở lại câu chuyện của đội tuyển nữ, thực tế chỉ cần nhìn lại ngày 24 tháng 7, Thủ tướng Bồ Đào Nha đã ra sắc lệnh thúc giục đội tuyển nữ của quốc gia này phải chiến đấu hết mình, bất chấp mọi khó khăn để đánh bại các cô gái kim cương Việt Nam. Điều này chứng tỏ rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã gây được ấn tượng mạnh và tạo ra sức ép đối với các đối thủ mạnh trên thế giới. Với tư cách là đội bóng non trẻ khi lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, các cô gái Việt Nam đã thể hiện mình không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào. Kể cả những đối thủ hàng đầu thế giới cả về thể hình lẫn chuyên môn, công việc chúng ta nghĩ rằng đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam dễ như ăn cơm bữa đã không còn đúng nữa. Hiện tại các cô gái kim cương của chúng ta đang là ngọn núi cao sừng sững mà các đội bóng châu Âu đang khao khát chinh phục. Thành tích này đã thật sự làm hãnh diện và tự hào cho cả dân tộc Việt Nam. Khả năng chiến đấu, tinh thần quyết tâm và sự kiên trì của các cô gái Việt Nam đã làm thay đổi tình thế từ một đội tuyển non trẻ Chúng ta đã vươn mình lên và thực sự đứng vững trên sân chơi quốc tế. Điều này đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời cũng mở ra cánh cửa mới với nhiều cơ hội và thách thức trong tương lai. Kịch bản sốc, đội tuyển nữ Việt Nam giành vé đi tiếp ở World Cup 2023 khi nào? Ở lượt trận đầu tiên bảng E World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu quả cảm trước đương kim vô địch đội tuyển Mỹ. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung chơi lăn xả trong đó màn trình diễn của thủ thành Kim Thanh xứng đáng được khen ngợi nhiều nhất. Ngoài pha đẩy thành công quả phạt đền của Alex Morgan bên phía đội tuyển Mỹ, thủ thành Kim Thanh còn nhiều lần cứu thua xuất sắc. Nỗ lực của Kim Thanh và các đồng đội giúp đội tuyển nữ Việt Nam chỉ để thua 0-3 thay vì một tỷ số đậm hơn nhiều người dự đoán. Trong trận còn lại của bảng E, Hà Lan đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0. Sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển Mỹ và Hà Lan cùng có được 3 điểm nhưng đội bóng xứ cờ hoa tạm đứng đầu bảng nhờ hơn về hiệu số là dương 3 so với dương 1. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đứng cuối bảng vì hiệu số ít hơn Bồ Đào Nha, âm 3 so với âm 1. Kịch bản nào để đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp? Với việc chỉ để thua 3 bàn ở trận gia quân, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội để cạnh tranh tấm vé đi tiếp với hai đối thủ khác cùng với bảng của mình là Bồ Đào Nha và Hà Lan. Nhiệm vụ dành cho đội tuyển nữ Việt Nam là phải giành được ít nhất 4 điểm trong hai trận còn lại. Theo quy định World Cup nữ, khi có hai đội trở lên bằng điểm nhau, hiệu số bàn thắng bại sẽ là chỉ số phụ đầu tiên được xét đến. Còn nhớ cách đây 4 năm, Tây Ban Nha và Nhật Bản đã vượt qua vòng bảng với 4 điểm, trong đó Tây Ban Nha đi tiếp nhờ hơn Trung Quốc về hiệu số bàn thắng bại.Xa hơn ở World Cup 2015, ba đội tuyển nữ Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc cũng lọt vào vòng 1/8 với 4 điểm. Trở lại với bảng E World Cup nữ 2023, lịch thi đấu khá ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung là Bồ Đào Nha, đội cũng mới lần đầu tiên tham dự sân chơi danh giá nhất hành tinh dành cho phái đẹp. Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đội tuyển Mỹ và Hà Lan. Nếu hòa Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn chút ít cơ hội và thậm chí có quyền tự quyết khi gặp Hà Lan ở trận đấu cuối. Nếu thắng Bồ Đào Nha, cơ hội vượt qua vòng bảng cao hơn và đó sẽ là chiến thắng lịch sử với bóng đá Việt Nam. Nếu thua, cơ hội đi tiếp dành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung gần như là không còn. Tất nhiên những giả định trên đều chỉ mang tính chất tham khảo, bởi Bồ Đào Nha và Hà Lan đều được đánh giá cao hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Do đó mục tiêu thiết thực nhất đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có lẽ là tìm kiếm bàn thắng. Tuyển nữ Việt Nam còn nhiều nỗi lo về thể lực tại World Cup. Giới chuyên môn trong nước đánh giá, ngay cả khi vừa gây bất ngờ trước đội tuyển Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn chặng đường gian nan ở phía trước tại World Cup 2023. Ở trận đấu với Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-3. Đây là con số bàn thua khá thấp, bởi trước đó truyền thông khắp thế giới từng dự đoán đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Trung có thể thua đậm hơn. Nhận định về trận đấu vừa qua với đội tuyển Mỹ, cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF ông Dương Vũ Lâm nói: Tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam khỏi chê, các cô gái thi đấu rất kiên cường. Về mặt lối chơi, chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ đội Mỹ, chọn lối đá phòng ngự chặt với số đông nhằm hạn chế khoảng trống của các cầu thủ Mỹ. Tuy nhiên thật ra thì ở trận đó, chúng ta chỉ chơi ở nửa phần sân nhà, đội tuyển nữ Việt Nam hầu như không tấn công nên chưa thể đánh giá hết về chuyên môn của đội. Cùng quan điểm với ông Dương Vũ Lâm, cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng cho biết: Đội tuyển nữ Việt Nam chơi rất hay ở trận gặp Mỹ, tinh thần tuyệt vời, nhưng về góc độ của đối thủ, chúng ta cần hiểu rằng đấy là trận đấu họ không nhất thiết phải thắng đậm, ba điểm là đủ. Những trận đấu ở các giải lớn, các đội mạnh thường chưa bắt nhịp ngay. Nguyên nhân xuất phát từ chỗ cầu thủ Mỹ nói riêng, cầu thủ ở quốc gia khác trên thế giới nói chung, hiếm khi tập trung đội tuyển dài ngày, chỉ tập trung vào những dịp FIFA Days. Đến sát giải họ mới hội quân, nên thời gian họ tập với nhau chưa nhiều, chưa bắt nhịp nhanh sau giải đấu, họ chưa thật hiểu nhau trong khâu phối hợp. Sở dĩ các chuyên gia bóng đá trong nước nói như vậy, nhằm giúp cho người hâm mộ nói chung có cái nhìn chính xác hơn về kết quả của trận tuyển nữ Việt Nam gặp Mỹ, đồng thời đánh giá đúng trình độ của đội tuyển nữ Việt Nam so với trình độ World Cup huấn luyện viên Phan Thanh Hùng phân tích tiếp. Đội tuyển nữ Việt Nam cực mạnh về tinh thần nhưng còn lại ở mọi yếu tố chuyên môn chúng ta kém đối thủ. Chính vì thế ở các trận đấu gặp Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và gặp Hà Lan ngày mùng 1 tháng 8 tới đây, chúng ta nhiều khả năng vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chắc chắn không có chuyện đội nữ Việt Nam gây bất ngờ trước đội Mỹ, sẽ dễ đá hơn trước Bồ Đào Nha và Hà Lan được. Đặc biệt vấn đề thể lực sẽ là vấn đề đáng quan tâm của các cô gái Việt Nam trước các đối thủ tầm World Cup. Dĩ nhiên đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị thể lực rất kỹ cho giải đấu này, nhưng vẫn chưa là gì so với đối thủ, vì nền tảng thể lực của cầu thủ châu Âu và Bắc Mỹ vượt xa cầu thủ nữ Việt Nam. Họ còn hơn cầu thủ của chúng ta về kỹ thuật và thể hình, nên hai trận tới thật không dễ dàng. Về phần dự báo cho hai trận kế tiếp, cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF ông Dương Vũ Lâm thừa nhận. Chính huấn luyện viên của đội tuyển Mỹ hé lộ, đội bóng của ông ấy chỉ còn khoảng một tuần tập trung trước World Cup hầu như không có thời gian ghép đội hình trước khi vào giải, nên việc họ gặp nhiều trục trặc trong trận đấu gặp đội nữ Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta khen các cô gái về tinh thần, nhưng không thể so sánh trận đấu giữa đội nữ Việt Nam gặp đội tuyển Mỹ tại World Cup 2023 với trận Mỹ đụng độ Thái Lan ở World Cup 2019. Năm đó Mỹ thắng Thái Lan 13-0. Khi đó Thái Lan đã trận thứ 3 vòng bảng, chứ không phải trận đầu tiên. Có khả năng thể lực của họ đã xa sút Sau hai trận đầu tiên, Ngoài ra năm đó Thái Lan thua đậm xuất phát từ chuyện họ đánh giá sai đội Mỹ, chơi đôi công với đội Mỹ. Ông Dương Vũ Lâm nhận định, nhờ trận thua đấy và cách đá sai lầm đấy của họ mà chúng ta hiện nay rút được kinh nghiệm. Giải đấu chưa kết thúc, hành trình còn lại rất gian nan với đội tuyển nữ Việt Nam. Trước khi huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và cựu phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm lên tiếng, huấn luyện viên Mai Đức Trung của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã thẳng thắn thừa nhận ngày hôm qua. Tôi chưa thể cười vào lúc này, tôi vẫn rất lo cho toàn đội đội tuyển nữ Việt Nam còn hai trận nữa ở vòng bảng World Cup 2023. Ông Trung nói thêm, tôi hài lòng về tinh thần của các cầu thủ, nhưng ở một vài tình huống trong trận gặp đội Mỹ, các học trò của tôi vẫn xử lý chưa tốt. Đây là điều chúng tôi cần rút kinh nghiệm. Điều đó cho thấy cả huấn luyện viên Mai Đức Trung lẫn giới chuyên môn trong nước đều muốn dành sự tập trung cho chặng đường còn lại. Chúng ta thành công bước đầu, nhưng chặng đường phía trước sẽ khó khăn hơn chặng đường đã qua. Vì về lý thuyết, càng vào sâu trong giải, các đội mạnh càng bắt nhịp tốt hơn với world cup năm nay